Xin chào Thanh Phượng, chào các quý vị. Thưa bác sĩ, trước tiên ạ, xin được nói một chút về tâm lý, hay đúng hơn là một cái cú sốc đối với những người đàn ông trong cái câu chuyện vô sinh hiếm muộn này. Có lẽ đó là những cái trạng thái mà không dễ gì một người đàn ông có thể vượt qua, phải không ạ? Thực ra là bản chất của người đàn ông nó giống như một con sư tử ấy, có cái niềm kiêu hãnh rất là lớn. Và khi mà bị một cái kết luận là mình không thể có con, nó giống như kiểu anh ấy bị một cái búa đập vào đầu, thường là hay sốc toàn tập, buồn phiền, lo lắng. Những người người ta sử dụng rượu, thuốc lá thì người ta có khi còn sử dụng rượu, thuốc lá thành quá đà luôn. Sau đấy thì thường người ta hay có một cái phản ứng tiếp theo là anh ấy sẽ bắt đầu tìm những cái thông tin để làm nào chữa được bệnh đấy. Và thường là những cái người mà người ta được báo cuối cùng thì là người vợ. Đấy. Tức là cảm giác là người đàn ông đó muốn tự chịu trách nhiệm với những cái phần mà có thể tạm gọi là một cái phần lỗi. Thực ra thì mọi người cũng đều nghĩ rằng là cái này chắc là lỗi của mình. Thế nhưng mà với quan điểm của một người làm khoa học thì chúng tôi hiểu là như này. Cái này nó không phải là lỗi, tại vì là cái cơ thể của anh ấy sinh ra ấy là được bố mẹ cho. Chứ còn không phải là anh ấy làm cái gì làm có cho cái lỗi. Cơ thể để có lỗi cả. Vậy những cái trường hợp giống như anh nam giới trong cái câu chuyện mà ở phần đầu chương trình chúng tôi đưa ra có phải là cá biệt hay không thưa bác sĩ? Trường hợp mà không có tinh trùng thì nó không phải là trường hợp quá cá biệt. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới thì tỷ lệ vô sinh do nguyên nhân từ nam giới là nó chiếm khoảng 40% trong số những ca trong vô tổng sinh. Tổng số các ca vô sinh. Và trong những cái phần trăm mà do nam giới như thế, người ta chia các trường hợp, ví dụ như là trường hợp mà tinh trùng ít, yếu và dị dạng. Thứ hai là không có tinh trùng. Thì những trường hợp không có tinh trùng thì nó cũng chiếm một tỷ lệ khá khá. Thì trong những trường hợp mà không có tinh trùng như thế thì với chúng tôi, những bác sĩ mà cũng làm lâm sàng và khám, thì tôi biết rằng là bao giờ nó chia làm hai trường hợp. Một trường hợp tức là không có tinh trùng do tắc nghẽn cái đường dẫn tinh, tức là trong tinh hoàn vẫn sản sinh ra tinh trùng, nhưng mà tinh trùng chúng ta chưa tìm thấy nó không đi ra được ngoài. Nó giống như kiểu là mình có một cái bể nước nhưng mình không có vòi để cho nước ra ấy. Đấy. Thì mình sẽ biện pháp là lấy trong tinh hoàn ra. Cái trường hợp thì tiên lượng khá là tốt. Còn trong những cái trường hợp mà không có tinh trùng do tinh hoàn không sinh tinh, ví dụ như là những trường hợp mà suy tinh hoàn, ví dụ những trường hợp bẩm sinh mà người ta thiếu một cái gen làm cho cái tinh hoàn nó không trưởng thành được và nó không sinh tinh được, thì nó cũng chia làm nhiều dạng. Và nó chỉ có một cái dạng là thoái hóa hyalin thì gần như là không thể tìm được tinh trùng. Còn lại những cái thể khác, ví dụ như là giảm sinh tinh, tinh trùng ngừng trưởng thành hoặc là sinh tinh kém, thì vẫn có khả năng tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn. Ngoài ra cũng có một số các cái bệnh làm cho suy tinh hoàn. Ví dụ như là phổ biến nhất là bệnh lý gọi là giãn tĩnh mạch thường tinh làm suy tinh hoàn. Thì một cái điều rất là may mắn là những cái trường hợp giãn tĩnh mạch tinh làm cho tinh trùng cực kỳ ít hoặc là không có tinh trùng, thì sau một quá trình phẫu thuật vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh lại thì hoàn toàn có khả năng là cái tinh hoàn nó sẽ phục hồi quá trình sinh tinh và tìm được một vài tinh trùng trong tinh hoàn để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ có nói đến rất nhiều những cái kỹ thuật can thiệp sâu và đã tạo thêm nhiều những cái cơ hội cho cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho chúng tôi nghe một cái ca bệnh mà bác sĩ ấn tượng cũng như là đã trực tiếp can thiệp và điều trị ạ? Trong cái thời gian mà tham gia khám nam khoa và điều trị nam khoa từ năm 2010, tôi cũng rất là ấn tượng. Tức là cái anh nam giới đấy thì về cơ bản thì anh không có một cái đặc điểm gì về bệnh lý. Sức khỏe anh ấy cũng tốt thôi. Thế nên khi anh đi đến khám thì chúng tôi phát hiện ra là cái lượng tinh trùng của anh ấy thì gần như là bằng không. Thế sau đấy thì chúng tôi đã khám và siêu âm, ngoài ra làm các xét nghiệm, thì phát hiện ra là anh ấy bị một cái bệnh lý gọi là bệnh lý giãn tĩnh mạch thường tinh, làm cho tinh hoàn nó bị suy. Sau đấy thì chúng tôi cho anh ấy vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn ở Bệnh viện Sản Hà Nội. Một thời gian sau thì cái tinh hoàn của anh bắt đầu có hiện tượng sinh tinh trở lại và sinh tinh tốt hơn, thì cái lượng tinh trùng bắt đầu nó nhiều hơn một chút. Nhưng cái lượng tinh trùng đấy thì nó cũng không thể là mà có em bé tự nhiên được, tại vì là nó ít quá. Thì sau đấy thì anh ấy quyết định là đi làm thụ tinh ống nghiệm. Một cái điều rất là may mắn, vợ anh đã sinh đôi hai em bé. Và đấy, thực ra nó là một trường hợp trong rất là nhiều các trường hợp từ cái việc mà vô vọng thành đem lại được hy vọng cho bệnh nhân. Như bác sĩ có phân tích thì vô sinh ở nam giới là do chất lượng tinh trùng. Vậy thì cái chất lượng của tinh binh này thì liệu chủ nhân của nó có thể quyết định được hay không ạ? Về cơ bản ý, những cái trường hợp không có tinh trùng
cái người nam giới người ta không quyết định được. Tức là thường là do một cái vấn đề bẩm sinh nào đấy, hoặc là có một số trường hợp là do ví dụ như anh ấy có quá trình viêm nhiễm đường tiết niệu hay đường sinh dục làm tắc cái đường dẫn tinh. Còn lại thì những trường hợp tinh trùng ít này, yếu này, dị dạng này, thì bản thân chính cái lối sống của cái người nam giới cũng có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng tinh binh, chất lượng tinh trùng. Ví dụ như là thói quen mà sử dụng quá nhiều chất kích thích này. Ngoài ra những thói quen sinh hoạt khác, tôi thấy như kiểu mặc quần áo, mặc những cái đồ lót của nam giới thì liệu có cần phải chú ý không ạ? Cái việc đấy thì cũng nên chú ý. Bản thân là cái tinh hoàn thì nó là nơi sinh ra tinh trùng, thì nhiệt độ của nó bao giờ nó khoảng 35 độ C. Đấy là lý do mà tại sao nó lại nằm phía ngoài cơ thể. Đấy. Và khi mà mình mặc quần áo quá chật hoặc làm việc trong điều kiện quá nóng thì làm cho tinh hoàn nó sẽ sản sinh ra tinh trùng rất là kém. Và có một nghiên cứu người ta thấy rằng là khi cái nhiệt độ tinh hoàn trên 35 độ C 2 độ thôi, tức bằng nhiệt độ cơ thể thôi, thì có thể đến khoảng 30-50% tinh trùng nó sẽ bị dị dạng và chết đi. Tôi nghĩ là hết sức hữu ích với các anh nam giới đang nghe đài lúc này. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ là thời gian mà chúng ta vẫn mong đợi hàng đêm, đó chính là được trò chuyện, được giải bày với những nỗi niềm sâu kín với cả các quý vị thính giả trên cả nước. Chốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký kết nối cuộc gọi đầu tiên ạ. Alo. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Mời thính giả chia sẻ cái vấn đề của mình với cả chuyện thầm kín ạ. Mình Bình, năm nay 65 rồi. Nhưng mà vâng, tôi cảm thấy vẫn còn khỏe lắm. Hồi thanh niên thì phải nên tôi cảm thấy cực khỏe luôn. Vâng. Tôi không biết mệt mỏi gì cả. Nhưng mà mấy tháng này cảm thấy là chất lượng nó không được tới đỉnh. Tức là mỗi lần nó xuất ra này, nó kiểu nó từ từ, nó trước nó mạnh lắm. Tôi cảm thấy mạnh, nó có tiếng kêu. Mạnh mức của một mạnh, nhưng dạo này nó ra nó rất chậm. Không đạt cực khoái. Nói thật với chương trình là nếu như vợ chồng gần nhau thì có thể tối nào cũng bình thường được. Tôi chả thấy mệt mỏi được cái gì. Thì không vậy. Điều đấy là hết sức tuyệt vời ạ. Bây giờ chỉ chúng ta quan tâm đến số lượng là có vẻ như là đạt đỉnh của đỉnh rồi đấy bác. Không, nhưng mà thì cái chất lượng nó không được mấy. Mà còn tôi bây giờ, tôi làm thợ, kể cả trưa về tôi cũng làm đi từ gì bình thường. Bác gái chắc cũng phải ngoài 60 rồi chứ bác? Không, vợ cả tiết đấy bà 12, bà 2 năm ngoài 50. Ngoài 50. Vâng, nhiều khi thì bà ấy kiểu miễn cưỡng, ức lắm. Trước cứ bảo vợ mua cái gieo này, vợ dễ ứng, không nói. Nhưng mà tôi là sáng kiến công cái này, tôi không cần gì cả. Vẫn cứ đảm bảo điện nước này, tôi cứ lấy nước sôi để nguội, cho vào cái giọt thoải mái ngay, không cần gì cả. Không. Có bao giờ bác nghĩ là cái tần suất của mình nhiều quá không? Khiến mà không, bác gái không đáp ứng được không? Gái thì không đáp ứng thật. Vâng, thế thì bây giờ bác sĩ Tạ Việt Cường sẽ cùng trao đổi với bác nhé. Tôi nghĩ rằng là có 2-3 chi tiết mà chúng ta cần quan tâm ạ. Thứ nhất là cái hiện tượng là xuất tinh của bác không được mạnh như trước, và bác cảm thấy cái cực khoái của bác không được như mong đợi, đúng không ạ? Cái thứ hai nên cần đề cập đó là cái số lượng. Nếu như ngày nào bác cũng thực hiện, thậm chí có những ngày cao hứng thì thực hiện 2 lần, với tuổi 65 của bác thì có nên hay không? Xin mời bác sĩ Tạ Việt Cường cùng trao đổi ạ. Đầu tiên thì tôi cũng phải chúc mừng bác, vì là bác rõ ràng là cái đời sống của tình dục của bác là nó rất là tốt. Với cái tuổi 65 thì mà một ngày có thể quan hệ được 2-3 lần và không thấy mệt mỏi gì cả thì cũng là rất là mạnh đấy. Một là cho tôi hỏi cái là cái khi mà quan hệ của bác ấy, cái dương vật của bác nó cương lên, nó có tốt được như ngày xưa không, nó có cứng được như ngày xưa không, hay là nó mềm hơn ngày xưa một chút? Bây giờ thì cũng có lần kém rồi đấy, cũng có lần vào xong nó để rũ ra. Cái đó thì rất ít, nhưng tóm lại cũng là biểu hiện là kém rồi. Thường là ở những cái tuổi mà tuổi như bác ấy, có hiện tượng là cái cương nó bị kém đi. Và khi mà cái cương nó kém đi, dẫn đến là những cái kích thích từ phía bộ phận sinh dục lên đến thần kinh trung ương nó sẽ chậm đi. Và chính cái việc đấy làm cho quá trình xuất tinh của mình nó không đạt được cái cực khoái giống như của mình ngày xưa. Về cơ bản thì những cái này mình sẽ nên sử dụng một ít thuốc có thể để giúp cho cái quá trình cương nó tốt lên. Và khi quá trình cương nó tốt lên rồi thì bác sẽ thấy rằng là cái cực khoái của mình nó sẽ tốt hơn so với cái đợt trước. Tốt nhất là bác nên đi khám. Anh có thể tư vấn thêm về cái số lần tần suất của bác nên như thế nào thì hợp lý ạ? Với cái người mà trên 65 tuổi thì thường là này, cái tần suất quan hệ của người ta không được như bác. Trung bình là người ta có khi một tuần người ta mới có một lần thôi. Cũng có một số người là trường hợp cá biệt. Tần suất của mình là một ngày mà đến 2-3 lần chẳng hạn. Thì cái việc đấy nó cũng làm cho mình giảm cái ham muốn đi. Cương của mình nó bị giảm đi.
chính vì thế, thế nên là cái tần suất của mình thấp hơn thì tôi nghĩ có khi vấn đề rối loạn cương của bác nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nên nói chuyện với bà vợ. Tại vì khi bà vợ, người phụ nữ người ta có hợp tác ấy, thì cũng làm cho cái lần quan hệ của bác sẽ kéo dài hơn, thăng hoa hơn. Vì có thể bà vợ bà không hợp tác làm cho mỗi lần mình quan hệ mình hơi bị ức chế, đúng không? Và chính vì hơi ức chế như thế dẫn đến tình trạng là việc mà mình xuất tinh chưa chắc mình đã là cực khoái. Ngoài ra thì khi mà với một người phụ nữ mà người ta không có ham muốn tình dục ấy, thì dẫn đến tình trạng là người ta không có tiết dịch nhảy âm đạo để sẵn sàng quan hệ. Thì nếu mà mình vẫn cố thì tốt nhất là nên dùng cái gel bôi trơn. Vì cái gel bôi trơn ấy nó sẽ tránh những cái ma sát ở đường âm đạo, làm cho gây viêm nhiễm, gây rát ở đường âm đạo của người phụ nữ. Thì ở trên thị trường thì nó có rất nhiều cái loại gel bôi trơn mà mình có thể tìm hiểu. Nhưng có điều thế này là một thứ này. Mấy cái bà mà nói chuyện nhau thông qua bảo nó dùng cái gel rồi có người dị ứng, xong mỗi lần nó ngứa. Thì bây giờ bà nói gel bà hãi. Thì mình cứ thử đi, vì là mình có nhiều loại gel mà bác. Bác cứ thử xem, thay vì một tuần 7 lần thì bây giờ bác một tuần 3 lần. Biết đâu đấy 3 lần đó lại chất lượng hơn 7 lần kia thì sao? Đúng không ạ? Cũng phải đi như thế thôi ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Xin chào bác. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Chào bác sĩ. Dạ vâng, chào chị ạ. Chào chị. Mời chị chia sẻ cái vấn đề của mình đang gặp phải ạ. Anh em xã hai người sống nhau lâu cả 2 năm rồi không có con. Vâng, tức là hai bạn là đã lấy nhau được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có em bé đúng không? Dạ. Thế đã đi khám ở đâu chưa? Dạ em đi khám rồi, bác sĩ nói là cũng bình thường. Có vấn đề trục trặc gì ở trong cái chuyện chăn gối vợ chồng không em? Đã hai đứa cũng bình thường thôi. Mọi thứ đều hết sức bình thường như tất cả các cặp đôi khác, nhưng mà đến bây giờ 2 năm rồi vẫn chưa có con. Xin bác sĩ có thể khai thác thêm cũng như là chia sẻ thêm với vợ chồng bạn đi ạ. Thường thì khi mà một cặp vợ chồng mà sau 1 năm quan hệ bình thường mà không có em bé, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, thì mình sẽ phải gọi là hiếm muộn và phải đi khám. Và quan hệ bình thường ở đây tức là sẽ trung bình khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Cho mình hỏi một chút là hai vợ chồng bạn đã làm xét nghiệm tinh dịch đồ chưa? Ở người nam giới, chồng bạn ấy. Dạ, anh đi khám thì thử mà thấy nói mình bình thường, là tại chậm thôi. Tức là xét nghiệm tinh dịch đồ mình đã làm và bác sĩ trả lời là bình thường đúng không? Của bạn đi khám thì bác sĩ phụ khoa có trả lời là mình có vấn đề gì bất thường hay không? Cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó có bình thường không? Dạ, kênh của em thì lúc trời lúc sụp. Có tháng này thì nó hơi đỡ, tháng này thì nó đúng thôi. Tức là về cơ bản là nó sẽ nằm trong giới hạn từ 28 đến 35 ngày đúng không? Từ 28 ngày tới 29 ngày hả? Ok, 28 đến 29 ngày tức là tốt rồi. Ngoài ra thì bạn đã đi chụp kiểm tra xem là tử cung và vòi trứng của mình nó có thông hay không ấy, mình đã kiểm tra chưa? Dạ, cái đó thì em chưa kiểm. Chưa kiểm à? Thế thì mình nên đi kiểm tra cái đấy nhé. Vì là cái vòi tử cung của mình mà nó không thông ấy, thì cái tinh trùng nó không gặp cái trứng được, và nó không gặp trứng được thì nó không thụ thai được. Ngoài ra là cái buồng tử cung của mình mà nó có dính hay nó có làm sao đấy, thì cái phôi nó thụ thai rồi nó cũng không làm tổ trong buồng được. Vì đấy là một cái rất là quan trọng. Thì cái đấy mình sẽ phải kiểm tra, đến đi khám và kiểm tra sớm cho tôi nhé. Em năm nay là bao nhiêu tuổi? 39 tuổi thì cũng là một cái lứa tuổi cũng tương đối cao trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng hỗ trợ sinh sản rồi. Ở đây thì nên làm sớm ở lứa tuổi 39. Và ở đây thì Thanh Phượng hiểu cái câu chuyện là nó như thế này bạn ạ. Tức là nếu như cái lần bạn kiểm tra ban đầu mới là những cái lần kiểm tra cơ bản, bây giờ chúng ta 2 năm rồi, chúng ta vẫn chưa có con, thì chúng ta cần phải làm những cái kiểm tra sâu hơn để tìm ra những cái nguyên nhân. Giống như một cái bề mặt ấy, nó có nhiều lớp ấy bạn, thì chúng ta mới chỉ kiểm tra lớp đầu thì thấy không vấn đề gì, nhưng chúng ta phải kiểm tra sâu dần ở những lớp sau, để chúng ta phát hiện ra những cái vấn đề nhỏ nhất để mà chúng ta tìm được cái biện pháp điều trị cho vợ chồng bạn. Đúng rồi đấy. Nhá. Thế thì bây giờ chúng ta nhanh chóng đi kiểm tra nhé. Bởi vì 39 tuổi rồi, cái thời gian cho chuyện sinh nở của chị em phụ nữ thì nó bị giới hạn bởi độ tuổi. Rồi, thế chương trình xin chào bạn nhé. Chào bạn. Cảm ơn bạn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ chờ đợi một cuộc gọi tiếp theo ạ.
Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Alo. Xin chào bác ạ. Mời bác trao đổi cái vấn đề của mình với cả bác sĩ và chương trình ạ. Trước hết là xin cảm ơn chương trình với bác sĩ. Tôi thì cũng theo dõi cái chương trình này từ lâu rồi. Vâng, cảm ơn bác. Thế mà hôm trước thì cũng có điện sang để nhờ bác sĩ tư vấn về sức khỏe tình dục của tôi mà. Dạ vâng, có vấn đề gì ạ bác? Nó trực trực từ lâu rồi. Bác năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? 6-7 tuổi rồi. Vâng. Thế thì trục trặc khoảng 5 năm không bác? Cũng lẽ cũng đến cái khoảng đấy đấy ạ. Thực ra là khi nó không cương cứng được. Còn ham muốn không bác? Nó ham muốn thì vẫn ham muốn nhưng mà nó không, không trên bảo dưới không nghe. Thực ra là ở lứa tuổi của bác thì cũng rất là nhiều bác cũng có một cái hiện tượng chung như vậy. Chắc là bác cũng chưa đi khám đâu nhờ bác nhỉ? Tôi cũng chưa đi khám đâu mà tôi chỉ theo dõi chương trình thôi. Thế thì muốn gặp bác sĩ để tư vấn xem cái trường hợp của tôi thì có khắc phục được không? Vâng. Ừ. Thế bình thường bác nghe các trường hợp kia thì bác có thấy áp dụng được gì không ạ? Nghe thấy người ta nói như thế mình thấy cảm thấy là mình kém quá. So với các cái tuổi của mình thì mình kém quá, đàn em. Dạ. Vâng. Cũng thấy ấm ức đúng không ạ? Bác gái nhà bác thì như thế nào ạ? Có hờn trách gì không? Không, bà thì bây giờ bà quá tuổi rồi, bà cũng không ham muốn gì đâu, dạ. Bắt buộc thôi. Thế cho nên bà cũng không cổ vũ động viên mình, cho nên đâm ra mình nó cũng không có gì thế. Vâng. Dạ, bây giờ thì mời bác nghe bác sĩ chia sẻ về vấn đề của mình nhé. Vâng ạ, xin dạ. Chào bác sĩ. Chào bác, bác cho tôi hỏi là hiện vâng. Tại thì mình có mắc một cái bệnh lý gì không? Tôi thì nó có cái mắc cái bệnh đại tràng mãn tính ấy mà. Thế rồi ăn uống nó kém. Bác có bị tiểu đường hay gì không? Tiểu đường với các thứ thì tôi đi khám thì không có vấn đề gì. Huyết áp thì có tốt không ạ? Huyết áp thì quá tốt rồi. Thế thì tức là của mình thì hiện tại bây giờ mình đang là 67 tuổi đúng không ạ? Vâng. Thì cái tuổi này bắt đầu ở nam giới thì nó có một hiện tượng người ta gọi là hiện tượng mãn dục ở nam giới. Và vâng. Nguyên nhân là này là do bắt đầu đến cái thời điểm mà cái tinh hoàn của mình nó sản sinh ra ít testosterone hơn và các cái hormone nó để giúp cho cái quá trình cương của mình nó kém hơn. Vâng. Nó dẫn đến tình trạng là mình không cương được. Cái này thì gặp ở rất nhiều người nam giới tầm tuổi như này. Và nó là vấn đề mà mình có thể điều trị được. Vì thế thế nên là thì bác sẽ nên đi khám. Thì chúng tôi sẽ cho bác kiểm tra này. Ngoài ra xét nghiệm nội tiết lại này. Xem tình trạng nội tiết của mình nó có thiếu nhiều không. Và nếu thiếu thì chúng tôi cho bổ sung. Kèm theo cho dùng thuốc để giúp cho cái việc cương của mình nó tốt lên. Một tuần mình có thể quan hệ được khoảng 1 đến 2 lần. Và sẽ làm cho cuộc sống của mình nó sẽ vui vẻ hơn. Nên là bác có thể hoàn toàn yên tâm rằng là đây là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải và có thể điều trị được. Thế xin rất là cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, không có gì ạ. Và mong bác tiếp tục đón nghe chuyện thầm kín bác nhé. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Ngay sau đây thì xin được tiếp nối với một vị thính giả khác ạ. Alo. Alo. Dạ vâng, mời thính giả trao đổi trường hợp của mình với cả chúng tôi ạ. Để chúng tôi có thể dạ, giúp đỡ được gì ạ? Vâng, em xin chào chương trình và em chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào anh. Nói chung là vợ chồng em thì vẫn đều là tốt cả. Em thì năm nay cũng còn trẻ thôi, cũng không chưa già lắm đâu. Em thì năm nay mới có 38 tuổi mà vợ thì mới chỉ có 35 tuổi thôi ạ. Dạ vâng. Nhưng mà về cái vấn đề vợ chồng quan hệ tình dục thì nói chung là em thì vẫn tốt nhưng mà vợ thì nó cảm tưởng rất yếu và nó kém ấy. Thì em muốn hỏi là liệu là có thuốc gì gọi là để mà nó tăng cường cái suy nghĩ lên không ạ? Vâng, yếu kém như thế nào? Anh có thể nói một chút để chúng tôi hiểu hơn cái tình trạng của mình. Nói hơi ngại một tí nhưng mà thôi, đã nói trong chương trình này thì em cũng nghe nhiều lắm nhưng mà thôi cứ chia sẻ vậy. Dạ, vâng. Nói chung là em thì nói chung là cái tầm quan hệ thì nó vẫn thoải mái nhưng mà vợ em ấy thì yếu lắm. Nghĩa là một tuần ấy thì may ra chỉ gọi là nó đáp ứng được còn một lần thôi ạ. Chỉ không ham muốn đúng không anh? Dạ vâng ạ, đấy là vợ không ham muốn. Từ khi mà sinh được cái cháu thứ hai ra giờ thì em cảm tưởng vợ em nó yếu hẳn, gần như là nó mất hẳn luôn ạ. Liệu có phải do vợ anh vất vả quá vì chăm hai cháu không? Dạ không ạ, con cái của nhà em thì nó chung là nó cứ bình thường, nó không đến mức độ nào vất vả lắm đâu. Em thì nói chung là công việc thì nó cứ ổn định mà vợ em thì công việc thì nó cũng bình thường thôi. Hai cháu nhà mình là bây giờ hiện tại bây giờ mấy tuổi rồi? Cháu lớn nhà em thì năm nay học lớp 7 rồi ạ. Cháu bé học lớp mấy rồi? Cháu bé năm nay học lớp 3 rồi ạ. Thế hai bé là ngủ riêng hay là ngủ với chung với gia đình? Cho các cháu ngủ riêng hết rồi, hai vợ chồng ngủ cùng nhau ạ. Thế thì chị có phải làm việc nhà nhiều không anh? Cũng bình thường thôi ạ. Em đi công trình thì em về nhà thì vợ em chỉ gọi là cơm nước, gọi là vớ vẩn, gọi chung là phụ gia đình nhỏ của mình ở nhà thôi ạ.
Tức là điều kiện lý tưởng và tất cả đúng không? Con cái bây giờ cũng tương đối khá lớn rồi. Nhưng vấn đề là không hiểu sao chị lại không có nhu cầu về chuyện đấy lắm. Vâng, thì em xin hỏi bác sĩ về một tí. Vì như này, em mất độ khoảng 3 năm ấy, là em đi xuất khẩu lao động ấy. Thì từ cái lúc ấy em đi về giờ là cảm tưởng là mới đầu thì em thật sự ra là em nghĩ một không là hay là thời gian mình đi lâu quá, vợ mình ở nhà nó thế lọ đấy kia với người khác, đâm ra nó hết tình cảm với mình. Nhưng mà về sau em đó, em bỏ hết công việc đi xa, em ở nhà mà cũng vẫn là như vậy ạ. Anh đã vừa trao đổi với vợ mình về việc là tại sao mà bây giờ cái việc quan hệ nó lại như vậy chưa? Cũng nói rất nhiều rồi, em bảo bây giờ thì vợ chồng thì còn trẻ mà bây giờ là ý của anh thì nó đòi hỏi nhiều như thế. Em không muốn rằng là những đứa bạn em nó bảo là nếu mà vợ nó yếu kém như thế thì mình đi kiếm ngoài kia. Nhưng mà em nghĩ bảo làm như thế thì cái nhóm lửa trong gia đình nó hạnh phúc được. Em đã nói với vợ như vậy rồi nhưng mà cũng không cải thiện ạ. Cái đấy có lẽ là mình làm chưa đúng cách, hoặc là bản thân là chị có một cái vấn đề gì đấy. Theo tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái này mình có thể đưa chị đến khám để kiểm tra xem là có thể bác sĩ sẽ tư vấn cho chị xem là vấn đề của chị là gì. Và khi mình giải quyết được trực tiếp cái vấn đề đấy rồi ấy, thì tôi nghĩ là cuộc sống gia đình của anh nó sẽ khác rất nhiều. Vâng, nhưng mà em lại nghĩ rằng như ngày xưa lúc chúng em mới lấy nhau ấy thì cái cuộc sống nó còn vất vả lắm, thì em vẫn thấy là nó được đáp ứng được đầy đủ thoải mái. Nhưng mà cách đây độ khoảng độ mấy năm đổ đây là cuộc sống thì nó cũng là tương đối đi rồi, gia đình điều kiện thì nó cũng không đến mức độ nào lắm. Thế mà tại làm sao mà nó lại như thế được vậy, đâm ra là thật nhiều lúc em nằm em nghĩ em thấy nó buồn một tuổi thì giờ nó còn trẻ. Thực ra thì Thanh Phượng nghĩ rằng là thứ nhất anh nói đúng ạ. Tuổi của các anh các chị vẫn còn trẻ, cái đời sống tình dục của anh chị còn kéo dài thậm chí đến 20 năm nữa. Thế cho nên là chúng ta phải giải quyết ngay từ thời điểm này. Tôi thì tôi đang nghĩ đến một cái phương án anh ạ. Đó là anh có thể bảo chị nhà anh gọi điện đến chương trình chúng tôi được không? Thực ra như thế này, từ đầu phía của bên anh là nhu cầu mong muốn, nhưng thực ra đấy là cái chúng ta đều mong muốn, anh mong muốn, tôi mong muốn, nhưng chúng ta chưa biết là chị nhà anh mong muốn gì, đúng không ạ? Và đây mới chính là cái câu hỏi bí ẩn nhất mà chúng ta cần tìm câu trả lời. Hoặc là bảo chị đến chỗ tôi để tôi khám xem là tình hình như nào và giúp tư vấn giúp cho hai anh chị. Vâng, đúng rồi. Em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Chúc bác sĩ và chúc MC là có một sức khỏe dồi dào và để còn có nhiều những mang được những lời tư vấn đến nhiều hơn cho các cặp vợ chồng trẻ với các bác có tuổi ạ. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh nhé.